Tại khoản 5 điều 12 Nghị định 100 của Chính phủ quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên tại Hà Nội, nhiều người vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường để kinh doanh bất chấp mức phạt này. Tình trạng chợ cóc, chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra khá phổ biến. Hàng quán bày bán dọc hai bên đường khiến việc đi lại rất khó khăn dù đang thời điểm vắng khách. Tại khoản 5 điều 12 Nghị định 100 của Chính phủ quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường để kinh doanh, bất chấp mức phạt này. Bên cạnh đó thì nhiều khu vực trở thành điểm tập kết rác thải từ chợ cóc, khiến con đường càng trở nên chật hẹp và mất mỹ quan đô thị. Mọi người ở bên này thì bày bán hàng ra ngoài đường khá là nhiều ấy, cho nên mỗi lần tôi di chuyển qua địa điểm này thì thấy có một chút khó khăn. Thêm nữa thì mọi người bán hàng ở cái con đường khá là nhỏ, nên nếu đi qua thì tôi có thể tự gặp được người ta, tôi có thể đụng phải hàng của người ta và dễ bị mọi người hôi lời qua tiếng lại á. Tôi nghĩ là cơ quan địa phương và chính quyền nên có một số biện pháp như là tăng cường quản lý ở khu vực này để cho mọi người di chuyển có thể dễ dàng hơn.